Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đang cùng đến với Alpha Talk. Và tôi là Nguyên Khang, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong tập phát sóng đầu tiên này. Và để xong đất cho quý vị cái số đầu tiên của chương trình Alpha Talk ngày hôm nay, thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật. Chị đã chứng minh được những cái nỗ lực của mình để trở thành một người rất là thành công trong lĩnh vực hoạt động bảo hiểm nhân thọ này. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trinh Huỳnh. Hiện tại mình đang là Mama Tổng Quản. Mama Tổng Quản của Alpha Powered by AAA. Quý vị nghe cái từ Mama Tổng Quản là hay nhớ đến câu chuyện của những cái phim cổ trang đúng không? Mà nghe cái từ Mama Tổng Quản thì em nghĩ rất là quyền lực, rất là nhiều kinh nghiệm, thâm niên và thậm chí là hét ra lửa. Thế thì bây giờ mình kể về cái câu chuyện ngày đầu chị đã đến với lĩnh vực bảo hiểm này như thế nào được không? Cảm ơn Nguyên Khang đã đề cao chị. Nhưng mà với chị dùng từ Mama Tổng Quản thì nó hơi kiểu giống như là quản gia. Người mà trong nhà có cái việc gì mình cũng lo. Và thường chị hay nói với mọi người là có thể gọi chị là chị Trinh, em Trinh hoặc là Trinh Huỳnh. Đơn giản là như vậy thôi. Để chị trả lời cái câu hỏi của Khang là chị, cái cơ duyên của chị đến với bảo hiểm rất là tình cờ. Và thú thật với mọi người là Trinh đến với cái ngành bảo hiểm là năm rất là muộn, là 27 tuổi. Như vậy là trước cái thời gian đó chị làm gì? Chị dành một cái thời gian để đi trải nghiệm, khám phá cuộc sống để biết hết mọi thứ trước khi chị gia nhập vào ngành bảo hiểm à? Chị ước gì chị có thể làm được như vậy. Với cái tuổi trẻ của mỗi người, khi mà mình chưa được định hướng nghề nghiệp đầy đủ thì mình hay đưa ra những cái quyết định sai lầm, hoặc là cũng có thể gọi là nó chưa có phù hợp với mình lắm. Chị hơi lây hoay với cái con đường sự nghiệp của mình, cho nên là làm rất nhiều công việc bán thời gian này. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì em nói một cái vui vui theo cái xu hướng mà bây giờ nhiều bạn hay nói, đó là lúc đó là chị đang tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức đúng không? Nếu mà bây giờ mình nói là tạm gọi là có chút gì đó thì người ta hay nói là người thành công nói lúc nào cũng đúng. Nhưng mà lúc đó thì không có suy nghĩ đó. Vâng. Lúc đó là rất là lay hoay. Vâng. Mình muốn tìm một cái gì đó để cơ bản là năm 27 tuổi mà chị được giới thiệu tới cái ngành bảo hiểm nhân thọ là chị chỉ mong muốn tìm được một công việc trang trải cho cuộc sống cá nhân và có chút gì đó lo cho gia đình, thì điều đó đã làm cho chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vâng. Thì chị làm bắt đầu ở một cái vai trò gọi là thư ký cho giám đốc điều hành. Thì chị cứ làm như thế cho tới hết một năm. Thì lúc này chị mới nhìn thấy là trong cái ngành này có những con người mà họ có thể phát triển lên những cái vị trí cao hơn. Và mình có thể làm được giống như vậy, mình cố gắng, mình nỗ lực như vậy. Thay vì bây giờ cái xuất phát điểm của mọi người là 10 điểm hoặc là 8 điểm đi. Bây giờ xuất phát điểm của mình không được bằng mọi người, nhưng mình may mắn mình được nhận vô, thì mình sẽ cố gắng 5 phần, 6 phần để mình bù đi cái phần còn thiếu của mình. Và cứ như thế thì một năm sau đó thì chị cứ nỗ lực, cứ thấy cái cơ hội nào là mình nắm bắt lấy trong cùng một công ty thôi. Nhưng ai giao cái gì, thấy là mình còn chút thời gian trống, hoặc là mình cố gắng mình làm thêm những cái gì được giao, thì mình cứ làm. Và chị đã thay đổi đâu đó, chị nghĩ khoảng 10 vị trí khác nhau. Và từ đó họ đã cho chị những cái cơ hội vô cùng tuyệt vời, mà chị có thể nói rằng đó là cái cơ hội thay đổi cuộc đời của chị. Và sau này khi mà chị làm sâu hơn, thì chị nhìn thấy là một vài trăm người, vài ngàn người cũng đã thay đổi cái cuộc đời của họ như chị vậy. Với cái xuất phát điểm cũng giống như chị vậy. Em nghe cái giọng nói của chị thì em đoán chị chắc người miền Tây đúng không? Quê chính của chị, ba má chị sinh ra là ở Tiền Giang. Sở dĩ em nói như vậy là tại vì em có cảm nhận được trong cái tính cách của người nói chuyện đối diện với mình là một người có gì đó chất phát, thật thà và có một sự nỗ lực. Thật ra chị trong cái câu chuyện này, mặc dù chị nói chị khởi điểm ở không vị trí số 0 so với những người khác, nhưng em nghĩ là thông qua việc trải nghiệm ở nhiều cái vị trí, thậm chí là 10 cái công việc khác nhau, nó giúp cho chị tích lũy được những cái trải nghiệm vô cùng quan trọng để mình có thể tiến nhanh hơn trong nghề. Mà nói một cách đơn giản là những cái kiến thức đó mình chưa từng được đào tạo hay là từng học ở những cái nơi khác, mà mình chỉ có một cái ý nghĩ là mình dám làm,
dám thử, thậm chí là dám học để mình có thể thành công, đúng không ạ? Thế thì quay trở lại câu chuyện của Alpha Talk ngày hôm nay, thì Alpha là một kênh chính thống, một kênh chính thức của AA Việt Nam. Thế thì chị có thể giải thích cho mọi người biết là cái chữ Alpha này là viết tắt của những cái cụm từ nào không ạ? À, cảm ơn Khang. Thì Alpha đó, theo đó là một cái chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp. Nó mang ý nghĩa là đầu tiên, rất là rõ ràng đúng không? Yeah. Và nó còn có ý nghĩa là con đầu đàn hay là người dẫn đầu. Từng cái chữ cái trong Alpha nó cũng thể hiện những cái ý nghĩa liên quan tới dẫn đầu. Chữ A mình có thể gọi là ambitious. Đây là tập hợp những con người rất là tham vọng và rất là đam mê với công việc, muốn tiến lên, muốn thay đổi cuộc sống của mình và những người xung quanh mỗi ngày. Chữ L, L có nghĩa là leading, có nghĩa là tiên phong. Không có nghĩa là trước đây mình làm, mình được ghi nhận sự thành công là mình dừng lại ở đó, mà mình muốn thay đổi và muốn làm những cái gì đó mới mà trước đây chưa có ai làm chẳng hạn. Thế còn hai cái chữ tiếp theo là em thấy cũng khá đặc biệt, đó là chữ B phở và chữ H. Thì nó là viết tắt của từ nào? Chữ B phở, principle, nó có nghĩa là với cái ngữ cảnh của Alpha thì mình nói đó là tính kỷ luật. Vì sao Alpha đề cao cái tính kỷ luật? Nếu như là một cái công việc động lực, nó thôi thúc mình để mình muốn làm cái việc đó, nhưng cái sự kỷ luật nó sẽ giữ cho mình bền bỉ lâu dài. Tại vì trong công việc xây dựng hệ thống giống như Alpha đang làm nè, hoặc là trong bất kỳ cái công việc kinh doanh nào đó, thì chúng ta một tập thể đi cùng với nhau không phải chỉ để hưởng vinh quang. Khang có đồng ý với chị không? Yeah. Mà mình phải đi với nhau tất cả những cái thăng trầm thì mới tạo thành một cái tập thể gắn kết và bền bỉ lâu dài như Alpha. Cái lúc đi ra thử thách giống như trong cái thời gian vừa qua thì chỉ có tính kỷ luật và bền bỉ, bám sát vào mục tiêu và cam kết thì mới giúp cho chúng ta vẫn giữ vững được cái phong độ của mình và tiếp tục phát triển khi mà cái cơn bão nó qua đi. Và đó cũng là một trong những cái nguyên lý mà khắc cốt ghi tâm của toàn thể đội ngũ lãnh đạo của Alpha. Yeah. Cái này thì em đồng ý với chị Trinh, bởi vì trong một cái cuốn sách gần nhất mà em đọc á, thì một trong những cái yếu tố tạo nên thành công của một người đó là sự kỷ luật. Kỷ luật ở đây nó đến từ cái việc là nghiêm khắc với bản thân mình, và kỷ luật ở đây nó đến từ cái văn hóa của cái công ty tạo ra đối với nhân viên làm việc trong cái môi trường đó. Đôi khi chúng ta thường hay rất là dễ nản với những cái khó khăn và thậm chí là rất dễ bỏ cuộc. Nhưng việc mà chúng ta tạo ra một cái sức mạnh, mình gọi là sức mạnh cộng đồng, sức mạnh tập thể ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn, đúng không ạ? Thế còn cái chữ tiếp theo, chữ H. Chữ H ở đây có nghĩa là heritage, có di nghĩa sản. Là di sản. Mỗi thành viên trong Alpha, trong ban lãnh đạo của Alpha, mình đi làm không phải chỉ vì thu nhập, chỉ vì thăng tiến. Mặc dù là thu nhập và thăng tiến là hai cái động lực rất là lớn. Tuy nhiên á, là giống như chị nói ban đầu á, là mình đi làm mà mình tạo ra cái cơ hội và mình để lại những cái giá trị cho những người xung quanh, cho cộng đồng, cho khách hàng và cho những cái người đồng hành đi cùng với mình. Và đó là cái cách để giúp cho mình để lại di sản và thành công hơn trên cái con đường của mình. Và nó không hề lý thuyết một chút nào với Alpha. Bằng chứng là giống như chị đã nói là vì sao chị có thể bắt đầu ở một cái vị trí rất là cơ bản, nhưng chị có thể ngồi ở đây ngày hôm nay, đó là vì xung quanh chị cũng góp phần giúp cho rất nhiều người thay đổi cái cuộc đời của họ, ngày làm cho họ tốt hơn mỗi ngày. Và vì như vậy cho nên chị mới được thành công hơn mỗi ngày. Thế còn từ cuối cùng đi, từ chữ A. Chữ A này có khác gì với chữ A đầu tiên không? Chữ A, nếu như chữ A đầu tiên á, là ambitious, hoài bão, thì cái chữ A cuối cùng này chính là appreciative, là sự biết ơn. Chị nghĩ rằng cái sự biết ơn nó không phải là ở Alpha, mà nó cần thiết cho bất kỳ một công việc nào, một ngành nghề nào. Bởi vì khi mà chúng ta có được một cái thành tựu hay một cái thành công, chúng ta phải biết ơn những cái người đồng đội xung quanh. Không phải chỉ là sếp chúng ta, mà là những người nhân viên của chúng ta, đội ngũ của chúng ta. Vì nhờ có một cái sức mạnh tập thể, mình mới có được cái thành công này. Chứ thành công không bao giờ là một câu chuyện của cá nhân cả. Thì chị nghĩ là luôn luôn là tập thể đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng, và mình phải biết ơn cái tập thể đó. Vâng. Thế điều này cũng
khá đúng với lại cái câu chuyện của bất kỳ người nào trong đó có em. Ví dụ như chẳng hạn với em thì những cái cơ hội từ những cái ngày đầu để mang đến cho thành công của chính mình, nó đến từ anh A, chị B, anh C giới thiệu mình vô cái vị trí đó, rồi mình cố gắng, mình nỗ lực thì mình mới thành công được. Thì em nghĩ là cái sự biết ơn đó đối với Alpha cũng là như vậy. Rõ ràng cái ngày đầu năm 27 tuổi của chị, nếu như mà cái người sếp đó không tạo cơ hội cho chị bắt đầu ở vị trí thư ký rồi trải qua những cái vị trí khác nhau để mà mình học, thì có lẽ sẽ không có một Trinh Huỳnh như bây giờ dạng dĩ, tự tin và thạo việc cũng như là có nhiều cái kinh nghiệm, đúng không chị? Dạ, chị rất thạo, chị nghĩ là tự tin là như rất vậy. Rất là tự tin nếu mà vô đúng chuyên môn của mình, đúng không? Bởi vậy mới lên Mama tổng quản. Quay trở lại thì bên cạnh cái những cái lý giải về cái chữ Alpha mà chị vừa mới nói, thì em còn biết được là mình có xây dựng một cái cộng đồng thành công không giới hạn. Chỗ nghe cái tên này em cảm thấy nó khao khát và nó thúc đẩy quá. Chị có thể giải thích cho mọi người biết cái cụm từ này là như thế nào không? Không lẽ giờ chị chia sẻ thiệt đó là cộng đồng thành công không giới hạn đó là câu chuyện mà cái tên mà bộ phận marketing đã gửi tặng cho Alpha. Nói vui thôi. Thật ra là khẩu hiệu này nó ứng với Alpha và nó cũng ứng với chính bản thân của chị. Thành công không giới hạn có nghĩa là như thế nào? Bảo hiểm nhân thọ, làm tư vấn tài chính hoặc là làm người đi xây dựng hệ thống của Alpha, thì em có thể bắt đầu, mà người ta hay nói cái câu chuyện là from zero to hero. Em có thể bắt đầu với một cái điều gì đó, một cái bằng cấp rất là khiêm tốn. Đương nhiên là chị nói là những ai mà có bằng cấp tốt thì còn tốt hơn nữa. Nhưng em có thể bắt đầu rất là khiêm tốn. Và miễn sao là em quyết tâm, em nỗ lực, em đồng hành với đội ngũ, tận dụng sức mạnh tập thể, thì em có thể đi xa bất cứ nơi nào mà em muốn. Cũng giống như tại Alpha là em sẽ nhìn thấy là hàng trăm người lãnh đạo, họ bắt đầu ở một vai trò tư vấn tài chính, phải đi gặp gỡ từng khách hàng, xử lý từ chối, bị từ chối rất là buồn vào những ngày đầu tiên. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì họ có 1.000 tư vấn tài chính, đội ngũ của họ có 5.000 tư vấn tài chính. Và đặc biệt là 5 cái người key founder, gọi như là nhà sáng lập của Alpha đó, họ có trên 20.000 tư vấn tài chính. Thì đây là cái những cái ví dụ điển hình của thành công không giới hạn, miễn là bạn muốn và bạn nỗ lực. Theo như Khang cũng được biết thì Alpha đã thực hiện một cái sự kết hợp với AA Việt Nam mà chúng ta gọi đó là cú bắt tay lịch sử. Thế thì cái cú bắt tay lịch sử này nó đã tạo một cái cú hích như thế nào cho cả hai, thưa chị? Câu hỏi rất là hay Nguyên Khang. Vì sao gọi đây là một cú bắt tay lịch sử? Và đặc biệt là trong 2 năm qua là cái thời kỳ vô cùng khó khăn, có thể là khó khăn nhất của bảo hiểm nhân thọ trong vòng mười mấy năm qua tại Việt Nam. Thì thông thường trong những cái thời khắc mà khó khăn như vậy thì các tổ chức cũng như cá nhân họ sẽ chọn là dừng lại một chút, quan sát, theo dõi. Vậy thì hai bên AAA họ quyết định đầu tư vô, tạm gọi vui là cái điều khủng này. Alpha là những cái người mà đã rất là thành công trong những cái con đường trước đó của họ, cũng chọn bỏ lại cái thành công phía sau để thử một cái gì đó mới mẻ. Thì hai bên kết hợp cái sức mạnh với nhau thì mình gọi đó là cái cú bắt tay lịch sử. Em thì em nghe chia sẻ của chị Trinh thì em lại hình dung một chút cái câu mà người ta hay gọi là trong nguy có cơ. Có nghĩa là khi mà mọi người bắt đầu co cụm lại bởi vì quá nhiều cái nỗi sợ, thì thật ra cái người nào mà bung ra làm á lại có nhiều cơ hội. Thế thì cái quan điểm thứ hai chị có thể chia sẻ một chút thêm là về cái ý nghĩa trong cái sự hợp tác của cái thương vụ này là gì không? Ngoài cái tên mà cộng đồng thành công không giới hạn á, thì mọi người còn gọi Alpha là cộng đồng của những người trẻ đam mê khởi nghiệp. Thì cái từ mà khởi nghiệp thì hồi xưa tới giờ cũng đâu có gì lạ đâu. Nó là một cái xu hướng toàn cầu luôn. Và có những lúc mà mình tưởng tượng như là người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp. Trinh nghĩ rằng khởi nghiệp là một cái xu hướng đúng, nhưng phải chọn đúng cái nơi để mình khởi nghiệp. Nơi mà nó có những cái nền tảng vững chắc và tạo đà cho mình, và có những cái lối đi đúng để giúp cho mình, thì mình mới khởi nghiệp thành công. Chứ không phải là khéo là ai ai cũng khởi nghiệp rồi cuối cùng thành thất nghiệp hết. Em nghĩ là qua cái chia sẻ của chị thì cũng đúng. Rõ ràng là chúng ta khuyến khích mọi người khởi nghiệp, nhưng mà phải cần có trên những cái nền tảng vững chắc.
một cái yếu tố nữa vô cùng quan trọng của khởi nghiệp ấy Nguyên Hằng, thì theo chị á là mình phải biết được cái thời điểm nào là thời điểm bắt đáy và cái thời điểm nào là cái xu hướng nó đi lên. Mình nhìn thấy là cái nhu cầu của người dân tham gia bảo hiểm, ngày xưa mà nói tới bảo hiểm là người ta từ chối luôn, và bây giờ thì lại thấy cái từ bảo hiểm nó lại cũng là quen thuộc hơn rất là nhiều rồi. Ở Đông Nam Á, ví dụ như trong cái đợt công tác vừa trước chị đi tới AAA thăm AAA Malaysia, thì người dân Malaysia là 60% người dân có bảo hiểm rồi. 14 năm về trước á, chỉ có 8-9% người dân tham gia bảo hiểm thôi. Mà bây giờ bao nhiêu phần trăm tham gia bảo hiểm? 11-12%. Vậy thì 89% còn lại đó là một cái cơ hội vô cùng là to lớn luôn dành cho những người đi khởi nghiệp. Mình chọn ở những cái lúc mà thời điểm thấp và mình bắt đầu với một cái tổ chức đúng, thì sau đó kinh tế sẽ lên, mọi thứ sẽ lên và chúng ta có cái cơ hội nhiều nhất để phát triển, để khởi nghiệp. Em nghĩ cái việc mà dự đoán thị trường này khá là quan trọng. Nó đòi hỏi cái kinh nghiệm, cái trực giác cũng như là phân tích tình hình. Câu chuyện của chị thì em cũng nghĩ là dựa vào những cái con số liệu thống kê qua phân tích thị trường ở khu vực Đông Nam Á, thì chúng ta cũng biết được rằng có thể năm tiếp theo, năm tiếp nữa thì cái xu hướng của những người mua bảo hiểm nó sẽ như thế nào, và từ đó chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một cái phương án phù hợp, thích hợp để mình tham gia vào, đúng không ạ? Được. Yeah. Thì theo chị là AA Việt Nam sẽ hỗ trợ như thế nào trong cái hệ sinh thái của mình để mà phát triển Alpha? Chị nghĩ là cái câu hỏi của Nguyên Khang cũng là câu hỏi của rất nhiều người trẻ khởi nghiệp mà đang cân nhắc Alpha. Thì chị nhìn thấy như thế này nè, ở AAA là mình có một cái hệ sinh thái gọi là sống khỏe. Vâng. Thông thường em nghe rất là lạ lạ, đúng không? Tại sao công ty bảo hiểm nhân thọ thì lại có hệ sinh thái sức khỏe, sống khỏe? Thì ở đây mình có những cái giá trị khác mà nó không phải chỉ có sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, mà nó còn có hệ sinh thái sống khỏe, ví dụ như là Vitality nè, giống như cái chương trình chị đang tham gia. Nó giúp cho khách hàng theo dõi được và cải thiện được cái sức khỏe của mình. Còn có một cái điểm đặc biệt nữa ở Alpha để giúp cho những cái người tư vấn tài chính mới họ không quá bỡ ngỡ, bởi vì có một cái quy trình từ A tới Z, và chỉ cần cái gì? Cần tính kỷ luật, cần tuân theo, làm theo công thức thì cái sự thành công nó sẽ được đảm bảo. Và khi chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta nếu mà nói deal là nói khởi nghiệp với tôi đi là sẽ thành công. Nhưng mình có thể tự tin mà nói rằng khởi nghiệp với Alpha thì cái xác suất thành công của người khởi nghiệp là rất là cao. Thế thì chị có một cái lời khuyên nào đó đối với những cái người trẻ mà đam mê khởi nghiệp mà còn đang ở ngoài kia đang rất là phân vân, không biết là tôi nên đi hướng nào hay là tôi nên lựa chọn như thế nào? Cái câu hỏi này của Nguyên Khang á là nó dễ nhưng mà nó rất là khó. Thì chị chỉ muốn chia sẻ một chút những cái trải nghiệm của chị thôi. Khi mà chị gia nhập vào bảo hiểm thì mọi người cứ khuyên chị hùng cái chỗ đó không có hay đâu, ai có biết, nó mới quá, làm sao mà biết được có thành công hay không. Thì chị cũng suy nghĩ đắn đo là có nên tiếp tục hay không. Chị nghĩ là nó phải có một cái mong muốn cháy bỏng từ đầu và quyết tâm đi và thử, tuổi trẻ mà, cho nên là hãy thử, và nếu như mình thất bại đứng lên tiếp tục đi tiếp bằng một cái tính kỷ luật. Nói thì rất là dễ nhưng thực hiện rất là khó, và nó giống như là cái tài khoản Vitality của AAA, tức là nó yêu cầu người dùng là mỗi một ngày là bạn phải đạt được là 100 điểm. Và trong ví dụ trong một tháng 30 ngày là ngày nào bạn cũng phải đạt được 100 điểm thì bạn mới tối ưu hóa được cái điểm của mình. Còn nếu như bạn đợi những 20 ngày đầu bạn không làm gì hết và cuối 10 ngày cuối bạn chạy bù đi thì nó cũng không thể nào hơn cho mình mỗi ngày hơn 100 điểm. Thì chị nghĩ là cái sự kiên định, cái sự quyết tâm và với một cái tinh thần là start with the end in mind, bắt đầu với một cái mục tiêu cuối cùng, mong muốn nó là gì, thì chị nghĩ là đó là cái tâm thái cần thiết cho những người đi khởi nghiệp. Chị nói là chị khởi nghiệp muộn 27 tuổi, nhưng em nghĩ nó là sớm á. Tại vì có những người ta khởi nghiệp
cũng khá trễ. Có những người 35, có những 40, thậm chí như ông KFC mà ông còn khởi nghiệp tới gần mấy chục lần. Thì em nghĩ là các bạn trẻ vẫn còn có nhiều cơ hội để khởi nghiệp, đúng không ạ? Đúng rồi. Chị rất là đồng ý với Nguyên Khang ở cái điểm này. Và chị nhìn những cái người trẻ xung quanh mình, những cái người mà họ còn trẻ hơn chị ở cái tuổi mà chị bắt đầu làm bảo hiểm nữa, chị nghĩ, cái người này thông minh như vậy, nếu mà họ dám bước đi, họ dám nhận cái cơ hội này và họ nỗ lực như mình, và thậm chí chị nghĩ thế hệ trẻ bây giờ còn giỏi hơn mình trước đây rất nhiều, chị nghĩ là cái thành công sẽ đến với họ còn sớm hơn và lớn hơn cái thành công mà mình đã có nữa. Và cái chị muốn trao cái điều đó, muốn truyền cái cảm hứng đó cho những bạn trẻ. Cảm ơn chị Trinh với cuộc chia sẻ ngày hôm nay, và hy vọng là cái số đầu tiên này nó sẽ truyền một cái động lực mạnh mẽ cho những cái người mà đang muốn khởi nghiệp, tìm kiếm cho mình một cái công việc. Ở đó các bạn sẽ được học nhiều, được trải nghiệm nhiều, và thậm chí là các bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiến lên những cái vị trí cao hơn, đúng không ạ? Sẽ lắng nghe cuộc trò chuyện này và được truyền cảm hứng. Cảm ơn Nguyên Khang rất là nhiều đã dẫn dắt cuộc trò chuyện hôm nay. Biết đâu trong nhiều quý vị khán giả đang xem sẽ có những gương mặt sau này sẽ trở thành lãnh đạo thế hệ tiếp theo, mình gọi là The Next Generation Up and Far, hay là AA Việt Nam, đúng không ạ? Cái từ này mới, chị sẽ dùng cái từ này cho một trong những cái câu chuyện tiếp theo cùng với Alpha. Cảm ơn Nguyên Khang. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ tạm khép lại cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay ở cái Alpha Talk đầu tiên. Nhưng mà quý vị đừng quên là chúng ta sẽ click vào follow của fanpage của Alpha để theo dõi những cái tập phát sóng tiếp theo với nhiều nhân vật sẽ chia sẻ cho quý vị nhiều cái câu chuyện người thật việc thật, những câu chuyện truyền cảm hứng về cái cách mà họ đã thành công như thế nào sau những cái bước khởi nghiệp của mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và mong rằng quý vị sẽ là những người đồng hành cùng với chúng tôi trong Alpha Talk cũng như những cái hành trình sắp tới của AA Việt Nam. Lần nữa xin được giới thiệu chị Trinh Huỳnh cùng với Nguyên Khang. Mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.